Xin chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Khẩn có tựa đề Vấn nạn nan giải nằm ngửa buông xuôi tại Trung cộng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 14 tháng 5 năm 1973, trạm không gian đầu tiên của Mỹ Skylab được phóng lên không gian. Sau 6 năm hoạt động, NASA buông bỏ. SkyLab đã không được nuôi dưỡng nên hết động lực, quỹ đạo bay thấp dần, đến ngày 11 tháng 7 năm 1979, SkyLab đã rơi xuống vùng biển của Úc. Khi không còn động lực, mọi sự vật hay sự việc thường rơi vào trạng thái buông xuôi, phó mặc ra sao thì ra. Cũng như trong kinh tế học, người ta đưa ra khái niệm cái bẫy thu nhập trung bình. Vì hầu hết các nước đang phát triển phát triển đến một điểm tới hạn nào đó sẽ hết động lực tăng trưởng. Nếu lúc ấy, những nhà lãnh đạo quốc gia không cải cách thể chế kịp thời, tạo ra những động lực mới kinh tế khả dĩ thì dù cố gắng đến mấy cũng không thể thành nước phát triển. Khi ấy, hầu hết các nước buông xuôi giấc mơ tiền tiến công nghiệp, chỉ lay hoay giật gấu vá vai làm ăn qua ngày, người ta gọi trạng thái ấy là sập bẫy thu nhập trung bình. Sở dĩ gọi là cái bẫy vì không khó để nhận ra nhưng lại rất khó để tránh và khi không tránh được thì việc thoát bẫy trở nên xa vời. Trong vài thập kỷ qua, trong vùng Á châu Thái Bình Dương, ngoài Nhật Bản và Hồng Kông đã giàu có, chỉ ba con rồng Á châu là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore được xem là ba nước xuất sắc vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình thành nước phát triển. riêng Việt Nam bà Phạm Chi Lan dẫn lời ví von của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới WB về danh hiệu chưa từng có tiền lệ và chắc sau này cũng chẳng có nước nào tiền lệ là nước không chịu phát triển. Nếu bà Phạm nói đúng thì Việt Nam chẳng ngán gì cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy cái gì cũng có giới hạn của nó khi nỗ lực tới hạn mà không đạt được ý nguyện sẽ rơi vào trạng thái buông xuôi, xìu xìu, ảnh ảnh, tới đâu thì tới. Có té xuống biển như Skylab hay là dính bẫy thu nhập trung bình thì cũng mặc kệ khi lực đã bất tòng tâm. Cũng như con bò kéo xe nặng khi mắc lầy, sau khi dướn hết sức vẫn không vượt được lầy, con bò sẽ buông xuôi không kéo nữa, có đánh chết nó cũng chịu chết chứ không kéo hạ hết tải trên xe xuống, nó cũng ù lì, chịu đòn, chứ không nhúc nhích. Nhưng nếu tháo ách ra khỏi cổ, con bò sẽ rời vũng lầy rất nhanh. Câu chuyện na ná chuyện giáo sư tiến sĩ Tạ Điền của trường kinh doanh Ai Ken nói về phong trào nằm ngửa của người Trung Quốc có thể lật đổ đảng cầm quyền Trung Cộng, được tờ tri thức vn.org ghi lại. Thoạt nghe cứ ngỡ là chuyện tiếu lâm, xong đọc kỹ mới thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước Trung Cộng bị phân hóa giàu nghèo quá lớn, thiểu số giai cấp cầm quyền và thân hữu rất giàu, nhiều người giàu nứt đố đổ vách. Đại đa số còn lại là thường dân thu nhập trung bình và rất nhiều người nghèo khổ. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ mọi sinh hoạt chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục của người dân. Cùng với dịch cúm Trung Cộng và thương chiến ở Mỹ khiến cho việc làm ăn ngày thêm khó khăn. Một thành phần không nhỏ lao động không còn động lực vươn lên vì cơ hội dành cho họ ngày càng ít. Họ buông xuôi, làm lương công nhật vài ngày để kiếm đủ sống tối thiểu, sau đó thì nằm ngửa ra nghỉ, ăn hết làm vài ngày rồi lại nằm ngửa ra nghỉ. Không biết đây có phải là sản phẩm của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, vì họ không còn quan tâm đến xã hội không quan tâm đến chính trị. Người trẻ sống dựa vào cha mẹ, không thiết tha làm ăn, không nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Nhà nước có chủ trương hay là vận động gì cũng mặc. Có chiến tranh với nước nào cũng kệ, có đàn áp ai cũng chẳng quan tâm. Ai có chống nhà nước cũng mặc sát. Theo giáo sư Tạ Điền, Trung Cộng đang ở thời kỳ năng động, rất cần đội ngũ lao động cật lực để trỗi dậy mạnh mẽ vậy mà trong giới lao động đã hình thành phong trào nằm ngửa buông xuôi là một vấn nạn nan giải không dễ vượt qua bởi thành phần này đã hết động lực vươn lên điều mà họ muốn làm thì nhà nước cấm điều nhà nước khuyến khích thì họ không muốn làm vì đã làm theo nhà nước bao nhiêu năm mà chẳng được gì khiến niềm tin đã giảm thì nằm ngửa buông xuôi mà kiếm ăn qua ngày là giải pháp khả dĩ cuối cùng của họ Giáo sư Tạ Điền cho rằng, nếu nhà nước Trung Cộng không vực dậy được thành phần nằm ngựa này, thì Trung Cộng khó bể trỗi dậy. Không khéo, phong trào nằm ngửa lan rộng, chỉ cách phong trào đấu tranh bất bạo động của Thánh Ôn Hòa Gan Hy một bước, có thể làm sụp đổ đảng cầm quyền. Xem ra cái nào cũng có cái giá của nó. Trung Cộng kiểm soát gắt gao chính trị xã hội, trao cho giai cấp cầm quyền và thân hữu nhiều đặc quyền đặc lợi, khiến cơ hội và ý thức đấu tranh trong đại bộ phận thường dân bị bót nghẹt và tạo ra một sản phẩm con người đặc sắc là nằm ngửa buông xuôi, sống lay lắt qua ngày, không có động lực vươn lên. Trừ khi tháo ách ý thức hệ, như tháo ách khỏi cổ con bò kéo xe bị mắc lầy. Kính thưa quý vị, nội dung vấn nạn nan giải nằm ngửa buông xuôi tại trung cộng tác giả nguyễn khẩn đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau